bóng đá Việt Nam ở bất cứ thời điểm nào cũng có rất nhiều tài năng. Ở thời điểm hiện tại, những Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Công Phượng hay Tuấn Anh đang khiến người hâm mộ phấn khích khi liên tiếp đưa về thành công cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, cũng có không ít cầu thủ được giới chuyên môn, người hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng và trở thành trụ cột của đội bóng, nhưng đều không thể vươn lên và phát triển được như kỳ vọng. Hãy cùng với Nextport điểm qua những bông hoa sớm nở trong tàn của bóng đá Việt Nam. Năm 2010, Thái Sung đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi tự hào khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này được Học viện Bóng đá Aspire của Qatar tuyển chọn và đào tạo. Được đào tạo bài bản theo giáo án và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, cầu thủ gốc Đà Nẵng lập tức thể hiện tố chất của một ngôi sao trong tương lai. Thái Sung thích nghi nhanh chóng với bóng đá châu Âu. Anh tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ cánh với khả năng qua người thiên bẩm và kiến tạo đẳng cấp. Cũng chính vì vậy mà sau một thời gian được rèn luyện, Thái Sung nhanh chóng chiếm được một suất đá chính ở Aspire, đồng thời giúp đội bóng này vào đến tận trận chung kết của giải trẻ châu Âu mở rộng năm 2010. Thế nhưng tài năng của Thái Sung không được trọng dụng ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng bởi lối chơi bóng nhỏ, đậm chất kỹ thuật của Sung lại trở nên lạc lõng và không thực sự phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bởi V-League ở thời điểm hiện tại thường chọn lối chơi dài, thiên về phòng ngự phản công. Vì thế mà khi trở về câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, nơi Thái Sung được phát hiện và rèn giũa với những bài tập đầu tiên, cầu thủ gốc Đà Nẵng thường xuyên là vật trang trí trên băng ghế dự bị. Thậm chí anh còn phải đi xách nước, bê đá, bơm bóng và dọn đồ cho các đồng đội, rồi lang bạt khắp nơi. Nhắc đến những ngôi sao sớm nở tối tàn của bóng đá Việt Nam, không thể không nhắc tới Phan Thanh Bình, cựu thần đồng của bóng đá Đồng Tháp và đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội tuyển quốc gia khi mới chập chững bước sang tuổi 17. Từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, vô địch V-League và vô địch giải bóng đá Medaka Cup năm 2008 ở Malaysia cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Thế nhưng khi bước sang tuổi 24, cái tuổi mà với những cầu thủ chính là đội chín của sự nghiệp, thì Thanh Bình bất ngờ đánh mất phong độ. Anh không thể tái hiện được khả năng săn bàn thiên bẩm của bản thân như vài năm trước đó. Sự sa sút phong độ ấy kéo dài cho đến tận vài năm sau, khiến cầu thủ người Đồng Tháp không thể góp mặt ở đội tuyển Việt Nam và lang bạt khắp các câu lạc bộ ở V-League, để rồi cuối cùng đành phải giải nghệ khi mới bước sang tuổi 29. Nhiều người cho rằng việc nổi tiếng quá sớm đã khiến Thanh Bình bị áp lực tâm lý, khiến cho đôi chân không được thanh thoát trong những pha xử lý và đánh mất phong độ dù tuổi đời còn khá trẻ và dù được các huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam tạo rất nhiều điều kiện và cơ hội. Cái tên Văn Quyến nổi lên từ giải U16 châu Á những năm 2000, khi tiền đạo người Nghệ An chơi cực hay và giúp U16 Việt Nam giành hạng tư chung cuộc. Trong đó ấn tượng nhất chính là siêu phẩm sút phạt đẹp mắt vào lưới U16 Trung Quốc ở tứ kết, giúp đội bóng áo đỏ lội ngược dòng với chiến thắng quả cảm 3-2. Giải đấu mà bóng đá trẻ Việt Nam đã gây tiếng vang lớn ở châu lục. Liên tiếp sau đó, Văn Quyến tỏa sáng rực rỡ ở V-League và SEA Games với những bàn thắng đẳng cấp khiến người hâm mộ nước lòng. Tiếc rằng khúc cua nghiệt ngã ở SEA Games 23 khi dính vào tiêu cực đã khiến cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam không thể tìm lại được hào quang năm nào và trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi trở lại sân cỏ sau khi vướng vào vòng lao lý, cơ thể của Quyến đã không còn thon gọn như trước, thay vào đó là một cậu béo với những bước chạy nặng nề, và điều đó vô tình khiến cho cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao năm nào. Để rồi anh buộc phải giải nghệ vào năm 2014 khi mà 29 tuổi. Lúc ấy anh không còn tìm được bến đỗ ở bất cứ một câu lạc bộ nào của V-League. Bắt đầu thi đấu trong màu áo Sô Lam Nghệ An từ V-League 2013 với lối đá xông xáo, lì lợm và chống tay cực hay, người xứ Nghệ bắt đầu nghĩ đến hình ảnh hữu thắng năm nào. Sự nghiệp cầu thủ của Hùng Sang Ngang thăng tiến dần 3 mùa giải từ năm 2013 đến năm 2015 với cái chân trái rất dị, phát triển tốt hơn rất nhiều đồng đội, thậm chí anh còn được đánh giá cao hơn là Quế Gốc Hải. Trung vệ này lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và ngay sau đó, Hùng có tên trong thành phần U23 Việt Nam thi đấu ở một số trận giao hữu và cả SEA Games. Tuy nhiên, thành công quá sớm lại là điều kiện để ngôi sao trẻ này tự mãn, trượt dài về chuyên môn. Vận đen liên tiếp ập đến, đầu tiên là kỷ luật nội bộ của đội bóng và liền sau đó là việc đứt dây chằng trong một buổi tập đã khiến Mạnh Hùng phải xa rời sân cỏ trong khoảng 2 năm. Hiện tại, Mạnh Hùng đang nỗ lực tìm lại chính mình ở câu lạc bộ Hải Phòng.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.